để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 21 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các sở ngành địa phương quan tâm tạo điều kiện để thu hút và đầu tư cho nguồn nhân lực số. Đến nay, toàn tỉnh có 19 trên 19 sở ngành tỉnh và 15 trên 15 Ủy ban nhân dân cấp huyện có cán bộ phụ trách công nghệ thông tin đạt trình độ trung cấp trở lên. Hầu hết cán bộ công chức viên chức trong tỉnh đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản và các phần mềm liên quan phục vụ công tác. Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong năm đã tổ chức 13 cuộc cho cán bộ công chức sở ngành tỉnh, huyện, xã, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và 15 lớp cho tổ công nghệ số cộng đồng với gần 2.300 người tham dự bên cạnh đó các sở ngành địa phương cũng quan tâm tổ chức tập quấn về chuyển đổi số cho cán bộ công chức viên chức trực thuộc thành viên tổ công nghệ số cộng đồng